Ai cũng nghĩ Mạnh Quỳnh không đến được 100 ngày Phi Nhung và phút chót tất cả đều ngỡ ngàng vì một điều. Chỉ còn vài giờ nữa, cụ thể là khoảng 12 giờ đêm theo giờ Việt Nam, chương trình cúng 100 ngày sẽ diễn ra với một quy mô khá lớn. Có một điều mà tất cả khán giả đang khá tiếc nuối và đinh ninh rằng Mạnh Quỳnh không đến được vì lý do nơi anh ở đang có bão tuyết. Thế nhưng sát giờ tổ chức chương trình, Mạnh Quỳnh đã có một bất ngờ cho những khán giả yêu thương cặp đôi. Mời quý vị cùng xem. Mạnh Quỳnh xin kính chào quý vị. Nhân dịp xuân về, Mạnh Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia quyến hưởng một mùa xuân thật an lành, hạnh phúc và ấm áp. Cùng một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin kính chào quý vị. Trong thời gian vừa qua thì quý vị biết là dịch bệnh hoàn thành COVID đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của nhân loại, trong đó có Phi Nhung. Mạnh Quỳnh chỉ mong muốn điều là sau bao nhiêu thăng trầm gần 2 năm nay, cuộc sống con người chúng ta thay đổi quá nhiều. Thay đổi quá nhiều. Chết chóc, gia đình người thân chúng ta đã bỏ đi rất là nhiều. Có những tang thương không bao giờ mình có thể mình giải bày được. Trong đó có Phi Nhung. Ngày xưa Mạnh Quỳnh đi hát Phi Nhung thì hai đứa thường nói chuyện với nhau và bản thân Mạnh Quỳnh nói Phi Nhung là: tôi biết sinh bà ra là cha mẹ của bà, nhưng mà người hiểu được Phi Nhung, hiểu được bà chỉ một mình tôi thôi. Chỉ cần một cái ánh mắt biết nhìn, một cử chỉ hành động của Phi Nhung thì Mạnh Quỳnh biết Phi Nhung muốn gì rồi, không cần phải nói ra. Phi Nhung năm nay mới có 50 thôi, 50 năm mốt gì. Bao nhiêu hoài bão của Phi Nhung nói với Mạnh Quỳnh, còn rất là nhiều những điều mà Phi Nhung còn muốn làm nhưng mà chưa làm được. Cái tin nhắn còn ràng ràng đó, Phi Nhung còn gửi cho Quỳnh những cái tấm hình Phi Nhung tập thể thao. Tôi khỏe vậy ông yên chí, tôi sẽ bảo vệ ông đừng có sợ. Mạnh Quỳnh không bao giờ quên cái câu nói Phi Nhung: ông đi, ông cứ vui vẻ thoải mái đi, khi nào về già ông có gì tôi đẩy xe lăn, ông ngồi xe lăn tôi đẩy ông đi hát. Mình bây giờ mình cống hiến cho xã, cho khán giả bao nhiêu năm nay rồi, người đã đưa cho mình lên vinh quang, đưa cho mình lên những tột đỉnh rồi, bây giờ kháng đi. Mạnh Quỳnh đã tính chia tay sân khấu sau hai live show 20 năm của Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh nói với Nhung: thôi bà hát, bà hát đi, tôi sẽ về tôi lo cho gia đình tôi, lo hai đứa con tôi, và tôi thỉnh thoảng có show tôi hát, còn không thôi chứ tôi cũng không có tha thiết gì. Vì Nhung nói: ông nói về tổ nghiệp lấy lại của ông bây giờ đó, hồi bị hát còn đang phơi phới nè, bây giờ hát cứ ngày nào mà cưới với tôi đi, chừng nào mà già lùng cũng hát không nổi thì thôi. Thật ra Mạnh Quỳnh Phi Nhung hát chung với nhau trên sân khấu cũng đã lâu. Quý vị biết là thật ra thì ngoài đời thì tôi này cũng không có gặp nhau nhiều, tại vì mỗi người đều sống một cái nơi khác nhau, nhưng mà lúc nào cũng phải, lúc nào cũng nhắn tin hoặc là nói chuyện với nhau qua Messenger, qua tin nhắn rất là nhiều. Và nhất là những mỗi lúc mà Phi Nhung làm việc căng thẳng, stress, Phi Nhung đều nhắn tin cho Mạnh Quỳnh hết. Và lúc đó Mạnh Quỳnh sẽ là người xoa dịu cho Phi Nhung. Mạnh Quỳnh nhắn tin, Mạnh Quỳnh gửi những cái hình mặt là mặt này, mặt nọ, mặt cười hoặc là một cái gì đó để cho Phi Nhung giảm bớt căng thẳng. Phi Nhung là một, đó là một cái gì rất là lớn lao trong đời của Mạnh Quỳnh. Sau 30 năm, gần hơn 20 năm đứng chung sân khấu với Phi Nhung, thì là thật ra nói ra nhiều, bao nhiêu cũng đối với Mạnh Quỳnh cũng không thể nào diễn tả hết được. Cũng như là Mạnh Quỳnh cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là một người ca sĩ mà đối với bản thân Mạnh Quỳnh, ai nói gì nói không biết, chứ bản thân Mạnh Quỳnh đi chung với Phi Nhung Mạnh Quỳnh biết. Suốt cuộc đời Phi Nhung chỉ dành cho, có thể là trời sinh ra Phi Nhung không phải là để cho gia đình, mà là để cho công chúng, để cho tất cả mọi người. Phi Nhung sống vì mọi người, hy sinh cả gia đình, cả hạnh phúc của mình để dành cho mọi người. Phi Nhung có thể hoàn toàn có thể có một hạnh phúc gia đình thật là tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn. Nhưng Phi Nhung đã chọn những người ở bên ngoài, Phi Nhung hy sinh cả gia đình. Thôi thì Mạnh Quỳnh muốn nói nhiều lắm, nhưng mà có thể là Mạnh Quỳnh xin nén lại nơi đây và dành tất cả những, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Phi Nhung. Má hồng một chút tương chi, tên em sẽ mãi lưu truyền ngàn sao. Tôi xin khép lại cung sầu, trời mưa hay giọt, lệ nào
vừa rơi. Đó là tấm lòng của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung. Đó cũng là tâm sự của Mạnh Quỳnh gửi khán giả và Phi Nhung vào 100 ngày. Mạnh Quỳnh cũng khổ tâm lắm. Từ ngày Phi Nhung ra đi, vì không thể đến được cúng 49 và 100 ngày mà Mạnh Quỳnh cũng bị chỉ trích rất nhiều, dùng những lời lẽ thóa mạ không thương tiếc. Thêm vào đó, Mạnh Quỳnh còn vướng thêm một nỗi khó nói khác. Từ lúc nào mà đi show hát chung với ai, chụp chung với người nào cùng người nào cũng bảo là thương chị Nhung và chê trách, chị chiết. Fan của anh mỗi lần đăng hình với ai cũng phải thanh minh thế này thế nọ mà các bạn vẫn chưa hài lòng. Mẹ nuôi của Phi Nhung, cô Giao Linh đã lên tiếng xin Phi Nhung cho cổ hát chung với anh Mạnh Quỳnh để nhớ về kỷ niệm với chị. Các bạn bảo anh thất hứa, anh mặc đồ xám các bạn bảo vậy mà nói mặc đồ đen. Của xám hay đen thì cũng có tăng tốc. Các bạn đi soi mối chi mà lạ, anh hát bài hát của chị, hát hay hát buồn, nhớ chị anh khóc thì các bạn bảo anh giả tạo làm màu. Anh làm khán giả vui cười các bạn bảo anh bạc bẽo, anh chụp hình chung với đồng nghiệp các bạn bảo không tình cảm, không nên, không thích. Khi poster đi show được đặt tên nữ ca sĩ khác, các bạn chửi không thương tiếc bằng ngôn ngữ thật sự khó nghe mà tôi đọc đến khó chịu thật sự. Tôi tự nhận mình rất hiểu và chắc chắn không bao giờ quên đi dù một chữ tiếng Việt. Nhưng tôi thấy như khẳng định rằng, nhìn nhận đọc hiểu của một số bạn thật sự có vấn đề. Cho dù các bạn là sinh viên ra hay là lớn lên ngay trong chính đất nước nói tiếng Việt, nhưng hình như các bạn không hiểu ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, hoặc có thể là các bạn cố tình không hiểu. Nói về sự yêu thích của tôi về chị Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh, tôi vẫn luôn nói tôi sẽ nghiêng và ưu ái hơn cho chị Nhung. Nhưng các bạn nói yêu chị Nhung, thương chị Nhung nên các bạn được cái quyền không cho phép Mạnh Quỳnh song ca với ai, không được phép chụp chung với ai. Nếu không các bạn sẽ chửi và nói rất khó nghe với anh Quỳnh và những ai dám hát chung hay chụp chung với anh. Vậy các bạn thương và nhớ chị, hằng ngày các bạn vẫn một mình buồn khóc mới gọi là thương nhớ chị hay sao? Hằng ngày các bạn vẫn vui vẻ tụ tập ăn uống vui chơi, rồi rảnh là các bạn lên đây nói nhớ chị, chê trách anh Quỳnh. Đi show hát chung với người khác là quên, chụp ảnh chung với đồng nghiệp là quên, thì sao mới gọi là nhớ? Trong lòng có nhau thì dù đứng chung với ai cũng vẫn là nhớ. Trong lòng đã không có nhau thì dù đứng cạnh mình vẫn là quên các bạn nhé. Tôi không phủ nhận việc các bạn yêu mến và nhớ chị là thật. Nhưng các bạn ở bên chị được bao lâu? Có cùng nhau trải qua thanh xuân vui buồn thăng trầm hơn 20 năm, gần như 30 năm như anh Quỳnh đã ở bên chị hay không? Các bạn thương chị, nhớ chị một thì anh Quỳnh phải thương và nhớ chị 10 hoặc hơn nữa. Tôi bảo đảm một số bạn bảo là nhớ chị Nhung rồi chê trách anh Quỳnh. Nhưng 5, 10 hoặc 20 năm nữa dễ gì các bạn còn nhớ. Nhưng tôi cũng bảo đảm cả cuộc đời này không bao giờ Quỳnh có thể quên được chị Nhung, trừ khi lúc già anh mất trí hoặc là anh không còn trên đời nữa. Dù anh chị có từng yêu nhau thương nhau thật hay là không, hay là tình bạn tình tri kỷ, người ta mười mấy năm vẫn còn rành rành ra đó. Con người có phải sắt đá đâu mà cứ nói quên là quên được. Cho nên các bạn ạ, người mất thì cũng đã mất rồi. Không phải ngày nào giờ nào cũng lên than thở khóc lóc mới gọi là nhớ thương đâu. Thương là người đó luôn ở trong lòng. Nên các bạn thương chị thì hãy cầu nguyện cho chị sớm về với cõi Phật. Còn người sống thì còn công việc. Cuộc sống vẫn phải làm, thích thì theo dõi ủng hộ, không thích thì thôi lướt qua đi. Đừng có buông lời chửi rủa chê bai tổn thương người khác. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.